Trong xóm Lốc Dơ nói riêng và tập thể mạng nói phổ biến, 1977 Lốc của ba anh chàng Trung Anh, Diệp Anh, Văn Tân đang là cái tên có sức hút nhất hiện nay. Họ hài hước nhưng lắng động, họ vui mừng đúng khi và nghiêm túc đúng lúc, họ có đam mê diễn xuất lẫn thông điệp ý nghĩa muốn truyền đạt. Tất cả đã làm nên một kênh giao tu be thành công ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai, bao gồm cả chính họ. Và sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến gia đình và người thân của ba anh chàng, những người luôn ở cạnh bên cạnh động viên họ. Vậy thì hãy cùng trò chuyện với bác Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Trung Anh, Diệp Anh nhé. Khi biết các anh nhà mình quay clip, hai bác cảm thấy thế nào à? Trung Anh và Diệp Anh thì có một anh đi làm đều đặn, còn một anh làm ở nhà nên chỉ ôm máy tính. Bác trai nhà bác đi làm về nhìn thấy toàn bảo, suốt ngày chỉ thấy chúng mày điện tử điện tò. Nhưng mà bác lại bảo, kệ con, biết đâu trong những cái điện tử đó chúng nó lại phát minh ra một cái gì mới thì sao? Cũng chính vì nghĩ các anh chỉ chơi điện tử nên lúc đầu, bác trai không đồng ý để hai anh làm clip đâu. Bố mẹ mà, ai mà chẳng muốn con đi làm một công việc gì đó ổn định. Nhưng là mẹ, bác cảm thấy hai anh đam mê công việc nên lựa lời nói với bác trai, thôi anh à. Con nó thích cái gì thì thôi kệ chúng nó. Bây giờ cấm đoán cũng không được. Nói thế không có nghĩa là bác luôn chiều hai anh đâu nhé. Làm gì thì làm, quay gì thì quay, nhưng hàng ngày bác vẫn phải tóm các anh làm việc nhà, giặt áo quần, dọn phòng, nấu nướng cơm, như bình thường. Thế khi các anh nhiều người biết đến và mắc hơn với việc quay clip, hai bác có tạo điều khiếu nại gì cho hai anh không à? Sau khi thông suốt, hai bác hoàn toàn ủng hộ việc quay clip của các anh. Bác trai hay chở đồ đạc, công cụ cho đến chỗ quay cho đấy. Hai anh nhà bác rất nhát và quảng ma nên bác trai cũng bảo lúc quay đêm hôm, nếu cần thì sẽ đi cùng. Nhưng có lẽ hai anh quảng bố dứt giả nên không đồng ý, bác lại bảo, thôi các con cứ bỏ củ tỏi vào trong túi áo đi cho yên tâm. Thế là hai anh cũng làm thế thật. Mỉm cười. Từ đợt làm clip đến nay, lắm hôm chỉ có hai bác ăn cơm thôi. Đến bữa bác gọi xuống ăn thì cả hai anh cứ dạ, con xuống đây, nhưng cả tiếng đồng hồ cũng không thấy mặt đâu, thậm chí đến khi hai bác ăn xong mới lò dò xuống. Dần dần thành quen, hai bác đành kệ và ăn trước thôi. Nhà bác không có con gái nên từ nhỏ dài đến giờ hai anh vẫn phải làm việc nhà giúp mẹ. Quay clip thì các anh bận hơn nhưng bác chỉ giảm cho mỗi cái rửa bát thôi, còn áo quần vẫn phải tự giặt, phòng vẫn phải tự dọn và tóm buộc phải cắm cơm giúp mẹ. Sự nhiều người biết đến của hai anh có khiến bác sợ hãi hay suy nghĩ gì không à? Bác mừng lắm nhưng cũng rất lo. Các anh thăng hoa bao nhiêu thì bác mừng bấy nhiêu, nhưng lại lo làm sao để các anh giữ được nền tảng vốn có. Vì bác thấy xóm hội hiện nay khác lắm, một câu nói bị hiểu khác đi là sẽ thành xiên xẹo hết điều mà người ta muốn nói. Sau khi các anh đăng clip lên mạng thì bác có xem không à? Bác có, nhưng bác chỉ xem một lần để biết các anh làm cái gì thôi chứ không có chuyện cày gì đâu, vì mình bác xem cũng chẳng bỏ bèn gì. Hơn nữa bác còn phải nghe bác trai tấn công đàn nữa. Vừa mỉm cười vừa chỉ cây đàn treo ở tường. Clip của các anh được nhiều người mến mộ nhưng cũng có ý kiến trái chiều. Vậy khi có bình luận chê cống phẩm của các anh thì bác có khó chịu hay phẫn nộ gì không à? Bác biết có người chê nhưng mà hiện nay giới trẻ viết tắt quá, nhiều bình luận bác không đọc được. Đem đi hỏi thì các anh lại quản bác buồn nên xua đi, không đọc cho bác. Mà bác thấy chuyện khen chê là bình thường, mỗi người một ý nên mình không thể làm hài lòng tất cả được. Nhưng bác nói thật, nhiều khi khen quá bác cũng quản, còn phê bình thì bác lại mừng, đó như là động lực, góp ý để các anh rút quản nghiệm và trưởng thành hơn thôi. Hiện tại các anh đang rất nhiều người biết đến, có nhiều bên muốn hợp tác. Bác có kỳ vọng nhờ các clip mà hai anh sẽ mang nhiều tiền về không à? Bác nghĩ mấy cái clip này là dùng để giải trí mà mình cứ xả thân để kiếm tiền thì tính giải trí sẽ bị hạ thấp. Nhưng trong cuộc sống ai cũng cần tiền cả, có tiền mới nuôi được dạ dày, mới có sức làm clip được. Vì vậy mà bác chỉ mong các anh có thể cân bằng hai yếu đối tố này, đừng vì tiền mà làm võng bạn dạng thân là được. Bác Nhung và Diệp Anh. Bác có thể kể một vài nét tính cách của hai anh không à? Nhìn phổ biến thì hai anh khá thông minh, hiền, nhát, biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau và đi đâu cũng có nhau. Nhìn riêng lại hơi khác một chút, Trung Anh có gì đó sâu thẳm, kín kẽ hơn, còn Diệp Anh hài hước hơn, hay biểu thị tình cảm ra ngoài.
Hai anh có khi nào tặng quà cho bác không a? Nếu có thì bác có nhớ món quà trước tiên mà hai anh tặng bác là gì không a? Năm kia, khi bác chuẩn lịch sự Pháp chơi, Diệp Anh có dẫn mẹ đi may áo dài và mua giày dép, còn Trung Anh đưa tiền. Bác biết các anh không có nhiều tiền và cũng không muốn lấy của con làm gì khi mình vẫn đủ chi tiêu. Nhưng các anh đã thuyết phục cho bác đi mua đồ và nhận tiền cho bằng được. Ngoài những lúc khiến bác tự hào ra, có điểm nào của hai anh mà bác phiền lòng không a? Nhà bác có ba anh con trai, anh lớn năng động hơn và đã có gia đình, còn hai anh này lại nhút nhát. Nhiều khi hai bác chỉ muốn đẩy ra đường cho các anh đi chơi, giao lưu với bằng hữu nhưng cả hai đều không chịu, suốt ngày ở nhà. Thậm chí lúc yêu thương, tán tỉnh và có bạn gái rồi, hai anh cũng vẫn rất nhát. Trong hai anh, ai là người gần gũi, hay tâm sự với bác hơn a? Như bác nói, Trung Anh vốn kín kẻ hơn mà nó cũng có bạn gái 5 năm nay rồi nên phải dành thời gian đó để tâm sự với người yêu. Còn Diệp Anh đến tận gần đây, hình như cuối tháng 7 vừa rồi, mới có người yêu nên hai mẹ con hay thủ thỉ với nhau hơn. Lúc Trung Anh thủ thỉ muốn lấy vợ, bác có hỏi Diệp Anh chuyện yêu thương thì nó bảo để anh cưới xong mới tính tiếp. May mà nó lại có người yêu trước khi nhiều người biết đến chứ mà có sao thì cũng mang tiếng thế nọ thế kia. Cảm ơn bác đã chia sẻ ạ.